rồng, cùng nhân lộc rồng khắp gần xa. Nhìn chờ tất cả, cùng nghe Sài Gòn đón Tết rồng nhân bộ lộc. Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường trong nước tương đối rộng lớn để tiêu thụ hàng Việt. Do đó, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023, Việt Nam Grand Sale 2023 là giải pháp hiệu quả để khơi thông thị trường trong những tháng cuối năm, khi sức mua sẽ tăng cao, góp phần giúp doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, kích cầu tiêu dùng, từ đó đẩy mạnh các hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hưởng ứng tham gia chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023. Bằng việc chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn, hướng đến khách hàng, người tiêu dùng, chủ động quyết định áp dụng hạn mức khuyến mại. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia được tổ chức thường niên, tạo ra một mùa trong năm để tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề tham gia chủ động việc xây dựng, thực hiện, qua đó kích thích tiêu thụ sản phẩm Việt, thúc đẩy doanh thu thị trường nội địa tăng trưởng mạnh mẽ trong quý cuối năm. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023 cũng được kỳ vọng sẽ là một trong những cái hoạt động và quan trọng và thiết thực trong việc thực hiện các giải pháp trọng tâm cho cuối năm 2023 mà Bộ Công Thương đã đề ra để giúp duy trì và đẩy cao hơn tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 12/2023 và tháng 1/2024. Đồng thời thì chương trình cũng sẽ khai thác tối đa thị trường nội địa đang phục hồi tốt để tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển và hướng tới xuất khẩu. Qua đó góp phần hướng tới mục tiêu chung của đất nước về phục hồi và phát triển kinh tế. Song hành với các hoạt động đầu tư kinh doanh, Sapeco vẫn thường xuyên thực hiện các hoạt động gắn kết cộng đồng để không ngừng lan tỏa các giá trị nhân văn trong hoạt động tiêu dùng nói chung và tiêu dùng các sản phẩm thương hiệu Việt nói riêng. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, doanh nghiệp luôn nâng cao trải nghiệm thương hiệu sản phẩm của mình thông qua các chuỗi hoạt động khuyến mại cuối năm mang thông điệp đón Tết rồng, nhân bội lộc. Năm nay, lần đầu tiên Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn đồng hành cùng chương trình Tháng Khuyến mại Tập trung Quốc gia 2023 Việt Nam Grand Sale do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận nhiều ưu đãi từ các doanh nghiệp trong nước với đa dạng lựa chọn về chủng loại cũng như chất lượng hàng hóa. Tôi nghĩ Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến Thương mại đã rất thành công khi triển khai chương trình, thật sự rất ý nghĩa và rất thiết thực. Chương trình không chỉ thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng mà còn đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Chúng tôi đánh giá rất cao chương trình này vì đã giúp chúng tôi có cơ hội thực hiện các chương trình khuyến mại cũng như thúc đẩy các chiến dịch Tết mà chúng tôi đang thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất ấn tượng với chương trình vì chương trình đã thực hiện trên rất nhiều nền tảng, hình thức khác nhau để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, sự tham gia ủng hộ của các doanh nghiệp đối với chương trình do Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến Thương mại phát động. Tiếp tục hưởng ứng chương trình năm nay, doanh nghiệp này sẽ ưu đãi đến 90% mọi ngành hàng và tận hưởng nhiều mã miễn phí vận chuyển khi mua sắm trên ứng dụng Shopee. Thông qua chương trình, Shopee hy vọng chung tay hỗ trợ các doanh nghiệp trong cả nước tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử, đạt mục tiêu chuyển đổi số và tăng trưởng trong mùa mua sắm cuối năm, đóng vai trò cầu nối giúp người tiêu dùng khám phá các thương hiệu Việt độc đáo, chất lượng. Bây giờ cho đến thời điểm Tết âm lịch là cái mùa cao điểm của dịp mua sắm cuối năm của thị trường Việt Nam. Vậy mà Shopee là đã lên kế hoạch rất là kỹ lưỡng để thỏa mãn cái nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân trong nước cũng như là giúp các cái nhãn hàng, nhà bán hàng tăng doanh số vào cái thời điểm này. Trước hết, chúng tôi đã làm việc phối hợp chặt chẽ với nhà bán hàng và các nhãn hàng để tạo ra các cái chương trình ưu đãi mà hấp dẫn nhất đối với người tiêu dùng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa rất là quan trọng bởi vì năm nay là như chị biết là kinh tế khá là khó khăn và để làm tạo ra những cái chương trình ưu đãi đấy thì nó sẽ giúp nền kinh tế trở nên sôi động hơn. Chương trình Tháng Khuyến mại Tập trung Quốc gia 2023 đã góp phần kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Thông qua hoạt động này kết hợp với việc tham gia các hội chợ, triển lãm, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và thu hút khách du lịch chọn Việt Nam làm điểm đến. Đây cũng là hoạt động được kỳ vọng giúp khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục tốt để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm. Tết rồng cùng nhân lộc rồng khắp gần xa. Nhìn chờ tất cả.